Mỹ và giới không trộm cắp các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd. Người đàn ông da màu bị một người cảnh sát da trắng ghi chết hôm 25 tháng 5 đã thổi bùng làn sóng hôi của tràn lan nhiều nơi ở Mỹ trong những ngày vừa qua. Tuy vậy, thật ngạc nhiên khi một số người không hề có ý định hôi của, trộm cắp nhưng khi tham gia biểu tình họ lại tham dự vào chuyện này. Những người này không hề bị kích động hoặc xúi dục, không chủ đích trước, nhưng tại sao họ lại tham dự vào chuyện này, mặc dù có thể nền tảng đạo đức dưới góc độ ngày thường của họ có thể cho là người tốt. Khi một số người này tham gia biểu tình, lúc đầu cũng ôn hòa như nhiều người khác, tuy nhiên khi chứng kiến cảnh những người đập phá cửa hàng, siêu thị và hàng trăm người cùng nhau vô hôi của mà không hề có sự can thiệp của cảnh sát, nhiều người trong số họ đều mang khẩu trang. Điều kiện và hoàn cảnh hôi của là rất dễ dàng, thuận lợi và hầu như là rất khó, thậm chí không thể bị cảnh sát cũng như camera phát hiện nhận dạng. Nhân duyên hội tụ đủ, thế là những người này sẵn sàng gia nhập việc hôi của với những người đã có chủ tâm từ trước, đây là việc làm mà họ không có chủ đích từ trước. Người tham gia biểu tình đập phá một cửa hàng bán xe đạp rồi lấy xe mang ra khỏi cửa hàng trong cuộc biểu tình ở Mỹ những ngày qua. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong tâm của những người này, bình thường họ vẫn còn có những ý nghĩ về việc trộm cắp trong một số hoàn cảnh thực tế cuộc sống, tuy nhiên lý trí đã mách bảo họ không thực hiện những hành động như vậy. Trong việc tu tập thực hành Phật giáo, rất nhiều người bỏ qua hoặc xem thường những tâm mà họ cho là vụn vặt như vậy, mà hay để ý đến những điều giác ngộ, cao siêu, to tát, vĩ đại. Nhiều người lầm tưởng việc giữ giới không trộm cắp rất dễ dàng. Khi nghe một vị sư thầy nào đó giao giảng cho số đông nhiều người, thường có tâm lý coi thường và dễ hiểu lầm, sai lạc hoặc ngộ nhận về nhân quả của Phật giáo. Một số người cho rằng giới không trộm cắp đơn giản là không thực hiện hành động trộm cắp mà thôi. Ví dụ bạn đang đi dạo phố, bạn thấy một chiếc xe đạp rất đẹp để trống không trên vỉa hè và không có ai xung quanh đó. Bạn khởi lên ý nghĩ muốn lấy trộm chiếc xe đạp, nhưng bạn không thực hiện hành động này. Rồi bạn đi về nhà. Như vậy là bạn đã phạm giới không trộm cắp rồi. Hành động hôi của tại những cửa hàng tại Mỹ. Việc thực hành giữ năm giới cơ bản cho người Phật tử tại gia là rất cần thiết. Giữ được giới nào thì tốt tới đó, tuy nhiên nhiều người vẫn coi thường nó, khi chưa giữ được ngũ giới mà đã theo đuổi những thứ cao siêu, to tát vượt quá năng lực thực tế của mình. Nếu bạn xem một bộ phim hay bài báo, trong phim hay bài báo có một nhân vật phản diện, rất độc ác. Nếu tâm bạn còn khởi lên ý nghĩ muốn giết chết nhân vật phản diện này, thì trong thực tế cuộc sống, khi nhân duyên hội tụ đủ thì bạn chắc chắn sẽ sẵn sàng giết người. Nếu không trong kiếp này thì cũng có thể vào kiếp sau hoặc thậm chí nhiều kiếp sau nữa, bạn sẽ tham dự vào việc sát sinh, giết chóc. Khi nhân duyên hội tụ đủ, thì quả sẽ trổ. Thực tế chỉ có những bậc giác ngộ như Đức Phật mới hiểu rõ hết đường đi phức tạp, chồng chéo của nhân quả. Nếu bạn là người tu tập Phật giáo mà vẫn chưa giữ được ngũ giới thì chắc chắn bạn vẫn còn rất nhiều thứ phải tu tập sửa đổi trong cuộc sống hàng ngày. Khi những tâm xấu khởi lên bạn phải nhận biết nó, sám hối và cố gắng thực hành để nhiều lần sau nếu gặp những hoàn cảnh tương tự thì những tâm xấu này không khởi lên nữa. Ha ha ha,